Chào tất cả các bạn nhé. Trước khi vào video các bạn nhớ like và tiếp tục những video mới nhất của mình nhé. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 1 triệu token Lirendot. Thì để tham gia ngày hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video mở Telegram Start Chatbot. Rồi các bạn click share để dự qua bot nha các bạn. E B B E B B C 4. Rồi các bạn bấm join này gấp nha các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh gấp nha. Rồi bấm đáp lên nè. Tiếp tục các bạn join tiếp kênh seller nè. Tiếp tục follow Twitter nè. Trên Twitter các bạn theo dõi nè. Bấm đáp lên. Rồi các bạn dán copy hashtag này và tag 3 người bạn mình vào nha các bạn. With Simin Bot hashtag copy hashtag này sao chép lại các bạn. Rồi các bạn vô đây các bạn retweet nha các bạn. Special like chỉ chỉnh cho tweet dán hashtag cho tàn dài các bạn video nữa tweet lên này. Sau đó bắt up lên nè. Tiếp tục follow rồi follow cái dit nè. Trên cái đít thì các bạn bấm join community nha các bạn. Rồi các bạn bấm nút like lên nha các bạn. Like lên. Rồi các bạn chia sẻ luôn rồi. Thôi bỏ đi. Rồi các bạn bắt đắp lên nè. Tiếp tục các bạn rút con Simber nha các bạn. Rồi trên con Simber thì các bạn đăng ký một cái tài khoản các bạn login vào nha các bạn. Bấm up to wallet nè. Nhấp vào tôi cũng phải lừa máy nè. Rồi các bạn bấm vút nè. Rồi sau đó các bạn chụp màn hình lên luôn các bạn. Rồi xây dựng bot nè. Share bot nè. Rồi bạn nhấp vào đây nha các bạn. Rồi bạn bắt up lên nè. Bấm submit tên. Hỏi có son không thì bạn bấm vào don nè. Tiếp tục gỡ đường link profile Twitter mình nè. Thì bạn nhấp vào cánh cùng, nhấp vào mũ hồ sơ nè. Nhấp vào cánh cùng, nhấp vào chia sẻ. Sẽ chép liên kết nè. Rồi lại cho bot nè. Sau đó submit link, get it, profile link. Submit, get profile link. Hoặc là username nha các bạn. Thì mình gửi username get it đi. À, đường link get it đi. Quản lướt lên đây nè. Rồi ta nhấp vào cái đít nè. Nhấp vào phần nè. Các bạn nhấp vào bao anh cùng nè. Các bạn nhấp vào anh avatar của mình nè. Sau bạn nhấp vào bao anh cùng nè. Sao chết đường điên cái đít nè. Rồi lại cho bot nè. Rồi nó có son hay không thì sao ta để mình coi. Nhiệm vụ này nó kêu chia sẻ bài đăng lên 5.000 member, các bạn có thể bấm skip bỏ qua các bạn. Wood consumer submit send Baruto thì các bạn gỡ lên một bức ảnh các bạn đã wood nè. Rồi tiếp tục gỡ địa chỉ bên bi sao bán chen bé 20 trên dưới chocolate của mình nha các bạn. Sao chép lên gọi là cho bot nè. Rồi sau đó bấm vào status để cập nhật tài khoản của mình nha các bạn. Đồng border luôn người ta. Ok mình đã nhận được 1.000 token Lirendot. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc rồi. Vậy mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nhé.